nhiên là không dễ dàng rồi. No, no. Tưởng là đơn giản nhưng mà không hề. I think it's so difficult. Mình thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian. It's very amazing because my husband can do it. Of course, I love it 100%. Muốn biết câu trả lời thì hãy cùng mình khám phá xem sao nhé. Máy đa năng điện tử Multimax 2 có thiết kế cực kỳ thông minh, tích hợp hai máy trong một thiết bị. Bên trái bao gồm chức năng tự động, tiệt trùng và sấy khô vật dụng cho bé. Cấu tạo cực kỳ gọn nhẹ, gồm khoang tiệt trùng rộng, chứa được 4 bình củ rộng. Khay đựng phụ kiện tiện lợi và nắp đậy, tạo nên 3 cách lắp đặt để phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của mẹ. Bên phải là một máy đun và hâm nước pha sữa thông minh, có khả năng giữ ấm nước đến tận 48 giờ, giúp cho mình có thể pha sữa cho bé bất cứ khi nào. Ngoài các chức năng kể trên, máy còn tích hợp thêm chức năng hâm sữa cho bé. Multimax 2 has a large bases. You can simple sterilize so many items like bottles, cups or bicycles. You can easily manage operating time by simply pressing this button. Multimax 2 is very safe to use because it's turned off without water, so don't worry. Bên phải là một máy đun và hâm nước pha sữa thông minh, có khả năng giữ ấm nước đến tận 48 giờ, giúp cho mình có thể pha sữa cho bé bất cứ khi nào. Multimax 2 có đế đun từ thép không gỉ, cho khả năng truyền nhiệt cao và hiệu suất ổn định. Bằng cách đun sôi liên tục 5 phút, máy sẽ giúp loại bỏ hợp chất clo trong nước, bảo vệ sức khỏe của bé và gia đình. So this device is handy for the whole family. Multimax 2 là món bảo bối giúp cho mình rất nhiều trong quá trình nuôi con. Các bạn đã biết câu trả lời của mình rồi nhé. Mình cực kỳ tâm đắc với máy đa năng điện tử Multimax 2. Còn bây giờ thì mình phải cho bé nhà mình uống sữa đây.